Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Bố Lúa. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói một chút về thông tin cá nhân của mình, mà qua đó mình hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy gần gũi với mình hơn khi biết mình là ai, tại sao mình lại đang sống ở Đan Mạch. Cho tới nay thì mình đã ở Đan Mạch được 1 năm 3 tháng, tức là từ tháng 2 năm 2019. Trước khi ở Đan Mạch thì mình đã sống và học tập ở Hàn Quốc được 6 năm. Lý do mà mình chuyển từ Hàn Quốc qua Đan Mạch sống là vì sau khi tốt nghiệp thì chồng mình đã tìm được một việc làm ở thành phố Aarhus, Đan Mạch. Cho nên là tụi mình sau khi tìm hiểu một số thông tin về cái đất nước Đan Mạch này thì mình cảm thấy rất là thích. Cho nên là tụi mình đã quyết định là từ Hàn Quốc tụi mình chuyển qua Đan Mạch để sống và đã ở đây cho đến bây giờ. Hiện tại thì chồng mình đang làm nghiên cứu cho một trường đại học ở đây. Đến đây thì mọi người chắc là cũng đã hình dung được con đường mà hai vợ chồng mình tới Đan Mạch sinh sống rồi đúng không? Thì cái visa của chồng mình á, thì gọi là working visa, là visa làm việc. Còn visa của mình á, thì gọi là accompanying family member, là cái người mà đi kèm hoặc là cái người đồng hành cùng với người tới Đan Mạch làm việc. Thì nếu các bạn muốn đến Đan Mạch sinh sống thì có thể đi theo những cái dạng như là, thứ nhất là dạng du học sinh này, thứ hai là dạng làm việc này, thứ ba là dạng kết hôn với người Đan Mạch, thứ tư là có thể đi theo diện au pair. Đây là một cái chương trình giao lưu văn hóa rất là đặc biệt mà mình nghĩ là có thể mình nên làm một cái video để giới thiệu về cái chương trình này vì mình cảm thấy nó rất là hay. Thứ năm nữa là các bạn có thể đi theo diện là đi theo chồng hoặc là người yêu như mình. Mình nhắc lại là đi theo người yêu vẫn được nha, có nghĩa là khi mà mọi người mà đi qua Đan Mạch kiểu du học hay là kiểu làm việc thì mình có quyền đem theo người yêu và đem theo gia đình. Tuy nhiên là nếu như mà đem theo người yêu thì có thể là cái thủ tục nó sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng mà vẫn đem theo được. Và không chỉ làm việc mà kể cả du học thì các bạn cũng có thể đem theo gia đình của mình. Thì cái điểm này nó cũng giống với các nước khác thôi, giống như là đi Hàn, đi Úc, đi Anh, đi Mỹ. Thì khi mà mình có gia đình á, thì mình có thể đem gia đình mình theo. Gia đình ở đây là vợ chồng, con cái, chứ không phải là toàn bộ gia đình. Trên đây á, là mình nhắc về các cái loại visa, những cái diện mà mình có thể tới Đan Mạch sống dài hạn. Khi mà mình ở Đan Mạch đủ lâu theo quy định hiện tại á, thì các cái trường hợp thông thường là khoảng là 8 năm. Và các cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là đi theo diện là chuyên gia hoặc là lao động tay nghề cao thì khoảng sau 8 năm là mình có quyền được xin định cư. Và được hay là không là nó tùy thuộc vào là bạn có thỏa mãn các cái yêu cầu kèm theo không. Ví dụ như là về ngôn ngữ nè, ở Đan Mạch người ta nói tiếng Đan Mạch nha mọi người. Tuy là có rất là nhiều người Đan Mạch nói được tiếng Anh, mình nghĩ thì cỡ trên 90% người Đan Mạch người ta nói tiếng Anh rất là tốt, nhưng mà cái tiếng của họ vẫn là tiếng Đan Mạch. Thì nếu mà mình muốn định cư á, thì ngoài cái việc là phải ở đủ lâu nè, mình phải biết ngôn ngữ nè, mình phải có một cái thu nhập trên mức quy định nào đó và một số điều kiện kèm theo nữa thì mình sẽ được định cư ở đây. Và sau khi định cư được một thời gian thì mình có thể xin quốc tịch. Thì hiện tại là cái đó nó còn quá xa so với mình, cho nên là mình chưa có nhu cầu tìm hiểu, cho nên là mình không có nhiều thông tin để cung cấp cho mọi người. Tuy nhiên thì tất cả những cái thông tin này nó đều có trên website và của Đan Mạch và nó bằng tiếng Anh, cho nên là nếu mọi người mà thực sự quan tâm á, thì có thể tìm hiểu trên website của Đan Mạch. Mình có thể sẽ để link bên dưới phần bình luận hoặc là trong phần mô tả, thì mọi người có thể check ở đó để coi là những cái quy định về định cư này kia thì nó như thế nào. Quay lại với việc là mình đang ở Đan Mạch dưới dạng visa đồng hành, thì mình nói là visa phụ thuộc đi cho nó dễ nha. Điều đặc biệt hay ho mà mình thấy ở đây á, là khi mình ở Đan Mạch dưới cái dạng visa này, mình cảm thấy mình được hỗ trợ rất là nhiều. Trong đó phải nói đến là mình được làm việc. Khi mà mình mang cái loại visa này, mình nói như vậy tại vì là theo mình được biết á, là khi mà mình tới một đất nước khác, ví dụ như Hàn Quốc hoặc là Mỹ, mà mình đi theo vợ hoặc là theo chồng, khi vợ hoặc chồng mình tới
những cái đất nước đó để làm việc hoặc là để học tập á, thì cái người đi theo người ta không có quyền làm việc. Và khi mình xin visa mình cũng phải ký cam kết là tuần tới đó tôi sẽ không làm việc. Nếu mà mình muốn làm việc ở những cái đất nước đó thì có nghĩa là sau khi tới đó sinh sống mình tìm được việc thì mình phải đổi loại visa thành là visa làm việc. Còn ở đây á, thì không cần, khi mà mình tìm được việc á, thì cứ việc đi làm thôi, không cần phải đổi loại visa. Cho nên mình thấy đây là một cái điểm nó khá là hay. Ngoài ra thì khi mà ở đây dưới dạng visa phụ thuộc á, thì mình cảm thấy mình rất là được hỗ trợ luôn. Một cái ví dụ cụ thể như là mình được nhà nước hỗ trợ học tiếng Đan rất là nhiều. Ví dụ như là trước khi dịch xảy ra, mình đi học một tuần là 3 buổi, mỗi buổi là mình học 3 tiết, mỗi tiết là 45 phút á, thì số tiền để học một tiết á, là 99 krona, thì mình cứ cho là 100 krona đây thì nó là 350.000 tiền Việt. Thì tính một tháng á, một tuần học 3 buổi, một buổi là 3 tiết, một tháng thì có 4 tuần, thì mình tính tổng số tiền mà mình cần để học tiếng Đan một tháng á, là khoảng 3.500 krona. Tính ra tiền Việt á, thì nó khoảng là 12 triệu. Tuy nhiên, tại vì mình được hỗ trợ cho nên là mỗi module mình chỉ phải trả 2.000 krona thôi, tức là khoảng 7 triệu tiền Việt. Mà một module á, là nó bao gồm nhiều tháng, tùy thuộc vào cái mức độ học của mình là nhanh hay là chậm. Cho nên á, là khi mà mình đi học á, thì các chị ở đây á, cứ có bảo là mình không cần phải cố gắng học quá nhanh, tại vì học nhanh á, thì nó không tốt bằng học kỹ. Cho nên là mình cứ từ từ học, miễn sao mà mình học tốt nhất cho mình thôi. Tại vì số tiền của mỗi module á, là nó như nhau rồi, nên là cứ từ từ học, không có gì phải nôn nóng hết. Nhưng mà nếu như mọi người tới Đan Mạch theo diện là có chồng là người Đan Mạch, có chồng có vợ là người Đan Mạch á, thì sau khi giấy tờ xong xuôi á, thì mình sẽ được học tiếng Đan miễn phí. Ngoài ra thì mình còn được cái trung tâm gọi là Job Center, là trung tâm việc làm, người ta hỗ trợ để mà giúp mình tìm việc, như là giúp mình tìm thử là ở đâu đang có tuyển việc, tuyển người nè. Rồi người ta giúp check CV với cover letter cho mình nè, để mà mình có thể tìm việc được sớm hơn. Ngoài ra thì khi ở đây dưới cái dạng visa này, mình cũng được hưởng các cái chế độ chăm sóc y tế giống y hệt như chồng mình luôn. Ví dụ như là mình được phân công cho một cái bác sĩ riêng nè, người ta gọi là bác sĩ gia đình. Thì khi mà mình bị đau ốm gì á, thì cứ tới đó khám và nó được miễn phí. Tuy nhiên là nếu mà mình cần phải dùng thuốc á, thì số tiền thuốc đó mình phải trả. Nhưng mà nó cũng được hỗ trợ một ít trong đó rồi. Và khi mà mình cần phải vô bệnh viện phẫu thuật thì nếu mà có giấy giới thiệu của bác sĩ thì tất cả cũng sẽ được miễn phí. Và cái chất lượng về y tế ở đây nó rất là tốt. Mà theo mình được biết thì nó không khác gì là bệnh viện ở đây rất là lớn, nó chế độ chăm sóc rất là tốt. Thôi, cái đó thì bỏ qua đi, mình chưa bao giờ vô bệnh viện nên mình không biết. Tóm lại là mình đang ở Đan Mạch dưới dạng là visa đồng hành cùng với người tới Đan Mạch làm việc. Ở đây là cụ thể là chồng mình. Mình được hỗ trợ để học tiếng Đan Mạch, mình được giúp đỡ để tìm việc ở Đan Mạch, mình được hưởng các cái chế độ y tế giống như là người Đan. Và cuối cùng là Đan Mạch là một cái đất nước rất là yên bình, mà khi mình tới đây sống á, thì hầu như là mình không có bất cứ một cái vấn đề nào mà mình phải complain về đất nước này, trừ một việc đó là thời tiết ở đây nó rất là kỳ cục. Trong một ngày thì thời tiết thay đổi rất là nhiều, đang trời đang nắng chang có thể đổ mưa, và đang đổ mưa 5 phút sau có thể trở lại nắng chang, mà một ngày nó là mấy chở như vậy. Mình hy vọng là video của mình ngày hôm nay đã cung cấp cho mọi người một số cái thông tin bổ ích về đất nước Đan Mạch, và cũng cho mọi người biết hơn một chút về mình. Hy vọng là mọi người đã thích video của mình ngày hôm nay. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc gì về mình hoặc là về đất nước Đan Mạch thì mọi người cũng có thể hỏi mình ở trong cái comment ở bên dưới video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!